nghe cũng như là hát thử thì anh cho em cái đánh giá về cái chất âm của bộ sản phẩm. Ok, quá hay. Quá hay ạ. Mình không mất tiền. Mình không mất tiền đâu ra mình hát nó càng hay đúng không anh? Vâng, em cảm ơn. Thì thay mặt công ty thì chúc anh với gia đình sức khỏe. Vâng. Hàng này thì anh được bảo hành 1 năm. Có gì thì anh cứ alo vào hotline là có kỹ thuật hỗ trợ. Vâng, xin chào tất cả các bác và anh em. Hiện tại đội ngũ Zika đang trên đường về thành phố Hưng Yên để lắp cho anh Huy một bộ dàn karaoke gia đình. Anh Huy còn lấy bên Zika bộ 938, đẩy X22 Pro, MX321. Vâng, mời các bác theo chân đội ngũ Zika đến nhà anh Huy nhá. Vâng, em chào các bác và anh em nhé. Hiện tại thì kỹ thuật Zika chúng em đã có mặt ở nhà anh Duy, thành phố Hưng Yên. Mời các bác và anh em cùng khám phá ngôi nhà của anh Duy. Nay anh Duy đã ủng hộ bên Zika chúng em một cặp loa WeWood 938, sở hữu bát 40, hai chung 3 chép, một chép kèn. Cùng với đó là con đẩy liền vang X22 Pro DSC, sở hữu công nghệ mới nhất năm 2022, cùng với đó là cặp mic không dây WF321. Sau đây mời các bác và anh em cùng thưởng thức một bản karaoke để thể hiện chất âm của bộ ba sản phẩm X22, MX321 và loa WF938. Em mời các bác và anh em nhé. Ví dụ như mình kết nối sẵn rồi, bây giờ mình đẩy mức 50 chẳng hạn. Nói chung là của về tại người. Do cách mình dùng, ví dụ bây giờ đang hát to chẳng hạn, tắt phù phát đi thì kiểu gì nó trở thành nó ấy, nó cái tình trạng nó hay bị chập không ấy, quá công suất của nó đấy. Thì mình cho cái lúc này an toàn này. Bây giờ mình tăng lên. Đâu phải thì yêu đôi nên bằng tiền.
cho nhau một năm, tôi hãy quay về với người ta đi. Đây, nhà anh Duy đã từng dùng âm ly ra vua. Vâng, rất nhiều lút và rất rắc rối. Thay thế bằng bộ sản phẩm của WeWood VK938 X22 Pro và mic không dây VK31. Đúng rồi anh ạ. Chúng em vừa bàn giao cho anh Duy cặp loa WeWood VK938. Đẩy lên vang X22 Pro DAC và mic không dây VK321. Thì sau khi nghe cũng như là hát thử thì anh cho em cái đánh giá về cái chất âm của bộ sản phẩm. Ok, quá hay. Quá hay ạ. Mình không mất tiền. Mình không mất tiền đâu ra mình hát nó càng hay đúng không anh? Vâng, em cảm ơn. Thì thay mặt công ty thì chúc anh với gia đình sức khỏe. Vâng. Hàng này thì anh được bảo hành 1 năm, có gì thì anh cứ alo vào hotline là có kỹ thuật hỗ trợ.